안녕하세요. 꿈퍼, 꿈은 이루어집니다의 박희진입니다. 항상 다일 공동체 사역에 관심 가져주시고 기도해 주시고 후원해 주셔서 진심으로 감사합니다. 1대1 아동결연을 통해 해외 빈민촌 아동들이 꿈을 꾸고 그 꿈을 이루어가고 있습니다. 오늘은 베트남의 렉 꽝야바오를 소개해 드릴 텐데요. 베트남 다일 공동체의 바티상 간사님이 그 가정에 방문했습니다. 코로나로 인해서 아버지가 세상을 떠난 후 아이들은 어머니와 하숙집에서 지내고 있다고 하는데요. 끝까지 함께 영상 봐주시고 큰 관심 가져주시기 바랍니다. 렉 꽝야바오를 만나기 전에 베트남 인사를 함께 해볼까요? 신짜오! 럭부이더 까빤! 까몬! 또 이에유반! 쪼반 뻑쪼반! 떼여이더이댓! 꿈퍼! 따뜻 응모! 렉 꽝야바오! 신짜오! 안녕하세요. 베트남 다일 공동체 상 간사입니다. 오늘은 야바오가 집을 방문해 보도록 하겠습니다. 44 tuổi, mẹ là công nhân làm cho khu chính xuất Tân Thuận, thì nói chung là đầu tiên thì hai vợ chồng rồi hai đứa con thì có trong đây làm để lập nghiệp, giống như mình làm công nhân trong khu chính xuất, nhưng không may trong đợt dịch Covid-19 thì ông xã có bị mắc Covid nên đã mất ở trên chợ Rẫy, giờ chỉ còn ba mẹ con ở lại là ở nhà trọ. Thì nói chung là cuộc sống đi làm công nhân mà tháng thì chỉ có, nếu mà ấy thì 6-7 triệu, còn không tăng ca thì may là được hơn vài triệu, 1-2 triệu nữa. Thì một mình mẹ nuôi hai đứa ăn học ở như thành phố thì nói chung là nó cũng hơi vất vả, hơi cực. Có mẹ già ngoài quê thì cũng có một mình thôi, cho nên là cuộc sống của ba mẹ con thì nói chung nó cũng có khó khăn. Nên rất mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để tiếp sức cho mẹ và các bé được xây trường giống như bao đứa trẻ khác. Rất mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân ạ. Sẽ cố gắng hơn học giỏi để không phiền lòng mẹ và để cho mẹ vui. Và con lúc thương mẹ con lúc mẹ của con lau nhà rửa chén dọn dẹp khơi quần áo. Chicum cho tung hát cho some hang yon lê tany go is mida. Yasin hi kung ku hai sao, apuro, chong tari, tên kê, kum imida. Kito hai chu si go, hung kum hai chu si miang, kam sa hát is mida. Lê quang nha bao e kajokun, abojiga corona ro se sang el tanandi, hochiminezo, nomuna, himdege salgo is mida. Omoniga, irungzik dodongjaro chinemenso, tanyadir hakue ponigijota, pokchada guamida. 렉 꽝야바오는 바쁜 엄마를 도와 집안일, 설거지, 청소를 자주 도와드리는 착한 아이입니다. 렉 꽝야바오가 계속 학교에 다니며 공부를 하고
꿈을 잃지 않도록 1대1 아동결연으로 이 가정의 한 줄기 빛이 되어주세요. 여러분의 아낌없는 사랑을 기다리겠습니다. 레꽝야바오 꿈퍼 나뜨긍마.